Khương Tử Nha, mau kêu Dương Tiễn ra đây gặp ta. Dương Tiễn sư điệt của ta có nhiệm vụ quan trọng, không có thời gian gặp ngươi. Vậy được, vậy thì để các ngươi đền mạng cho đồ nhi của ta. Đạo huynh, ngươi đâu cần gì đồ đệ ngoan cố không biết đúng sai mà theo gót nó, tự chuốc lấy cái chết, ăn nói lung tung. Khương Tử Nha, ngươi tà thuyết mê hoặc người, nếu không giết ngươi thì ta có lỗi với đồ đệ của ta. Nếu ta có được ngũ dân đà đó thì tốt biết mấy. Khi chở lương thảo, một ngày đi 1000 dặm. Nếu được như vậy sẽ oai phong lắm đây. Phim được dịch và lồng tiếng tại iPhim. Đi. 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 Súc sinh, ta không tin không bắt được ngươi. Đi, đi. Đi nào súc sinh, đi nào. Súc sinh. Thần Đa, Thần Đa. Đúng rồi, đi nào. Đi nào, đi nào. Ta xin người đó. Thần Đa. Thần Đa, Thần Đa. Đi nào. Thần Đa, ta xin ngươi đó. Thần Đa, trời sắp sáng rồi sao ngươi vẫn còn đi lòng vòng trên không ở Tị Thủy Quang vậy? Ta xin ngươi đó Thần Đa, đi nào. Xin ngươi đó Thần Đa. Ngươi mau ra quan đi, mau ra quan đi. Thần Đa nghe lời nào, ta sẽ tốt với ngươi. Hay lắm cụ Lưu Tôn. Ngươi cứu đồ đệ của ngươi thì thôi, còn trộm cả túi Như Ý Càng Khôn của ta nữa. Đúng là thầy nào trò đó. Xem ta trừng trị sư đồ xấu xa các ngươi như thế nào. Một chu doanh lớn như vậy lại trở thành ổ trộm. Mau kêu cao thủ trộm cắp cụ Lưu Tôn của các người ra gặp ta. Nếu không chọc giận đạo gia, ta đánh vào trong sẽ khiến các người máu chảy thành sông. Tên thất phu vô liêm sĩ của cung Ngọc Hư, mau trả lại túi Như Ý Càng Khôn các ngươi trộm cho ta. Còn giả câm giả điếc ta sẽ không khách sáo đâu đó. Khương Tử Nha, kêu cụ Lưu Tôn ra đây gặp ta. Sư huynh ta cụ Lưu Tôn chân nhân đang dùng Ngọc Hư gia pháp trừng trị đồ nhi Thổ Hành Tôn của huynh ấy. Huynh ấy sai ta ra xin lỗi huynh và trả lại chiếc túi này. Sư phụ ăn trộm, đồ đệ ăn cướp, rắn chuột một ổ. Đạo hữu, huynh thật vô lễ. Thổ Hành Tôn đi trộm vật cưỡi của huynh, bị huynh bắt được, bị thiêu chết cũng đáng. Sư phụ của hắn tới cứu cũng là chuyện thường tình. Sao huynh có thể sỉ nhục cả sư phụ của hắn? Người thất phu vô liêm sĩ, đệ tử Ngọc Hư các ngươi đều là cá mè một lứa. Ngươi còn dám biện hộ cho sư đồ bọn họ? Nhất khí đại sư, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Nếu ngươi chịu hối cải, ta có thể bẩm báo Khương Nguyên Soái xin tha cho ngươi. Không cần phí lời. Ta muốn xem ngươi sẽ chém ta bằng cách nào. Nếu vậy thì ta cũng đã hết cách rồi. Ngươi không thể trách ta được. Tới đi, chém vào đây nè. Ta muốn xem rốt cuộc là kiếm của nhà ngươi sắc bén hay là cổ của đạo gia ta cứng. Hoàng Minh Tướng Quân, hành hình bằng rìu của ngươi. Dạ. Còn có bản lĩnh gì, lấy ra hết đi. Khương Tử Nha, cụ Lưu Tôn ta, xem các ngươi giải quyết thế nào. Đạo gia không chơi cùng các ngươi nữa. Ta phải đi ngủ rồi. Theo như tướng quân vừa nói, người này không sợ kiếm chém rìu bổ. Nguyên Soái, chúng ta không giết được hắn, phải làm gì mới được đấy? Sư đệ. Lý tướng quân, người sai thợ rèn lập tức làm một cái lồng sắt, sau đó nhốt nhất khí vào trong, thả chìm xuống đáy biển để trừ hậu quả. Khi mà tướng tới đây có đem theo một cái lồng sắt, vốn là để bắt khâu dẫn, bây giờ đang để không. Mà tướng sẽ sai người gia cố chiếc lồng này, ta thấy để cho nhất khí đạo nhân sử dụng chẳng tốt hay sao? Được, không thể chậm trễ. Vậy thì giao cho Lý tướng quân giải quyết đi. Dạ. Vô lượng thiên tôn, đạo hữu, huynh chịu khó nha. Đợi Tử Nha sư đệ của ta phạt trụ thành công, sau khi phong thần, bần đạo sẽ đích thân tới đáy biển bắt tìm huynh. Khi đó sẽ tạ lỗi với huynh. Vô lượng thiên tôn. Lý Tịnh, có. Ngươi mau mang người tới biển Bắc, dìm xuống đáy biển. Nhất định phải nhớ kỹ nơi thả. Đợi khi xong việc, bần đạo sẽ thả hắn ra. Tuân lệnh. Tốt. Tốt lắm. Con ta về rất đúng lúc, có thể tham gia đại phá Tị Thủy Quang. Mau mau đứng vào, nghe Võ Thành Dương chỉ huy, nghe lệnh của cửu phụ. Na Tra, con về rất đúng lúc. Nguyên soái đã giao nhiệm vụ công phá Tị Thủy Quang cho bổn vương. Công đầu trong cuộc chiến này giao cho con đó. Xin cửu phụ ra lệnh. Tốt. Na Tra nghe lệnh. Đêm nay khởi binh tấn công thành Tây của Tị Thủy Quang. Mạc tướng tuân lệnh. Tốt. Lôi Chấn Tử nghe lệnh. Người dẫn tinh binh theo sau Na Tra. Mạc tướng tuân lệnh. Chủ tướng đi mau, Tị Thủy Quang thất thủ, quân chu sắp đánh lên rồi. Tị Thủy Quang, đừng thả hàng dinh chạy thoát, bao vây hắn, bao vây hắn. Khi dễ người quá đáng, ta sẽ liều mạng với các ngươi. Lão già kia, ta xem ngươi còn chạy đi đâu. Còn không mau xuống ngựa đầu hàng, có lẽ còn có thể tha chết cho ngươi. Lão già này cũng có chút khí phách đó, thà chết không cúi đầu. Đám người phía trước nghe đây, mau gọi Dương Báo và Bành Tuân ra đây chịu chết. Người đến là ai? Chán sống rồi có phải không? Ta là Lôi Chấn Tử của Đại Chu. Ngươi là ai? Bành Tuân ông nội của ngươi. Ngươi chính là Bành Tuân ám toán Ngụy Bôn tướng quân sao? Phải thì sao? Hôm nay cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ông nội ngươi. Ta là tướng tiên phong mã trung của Xuyên Dân Quang. Còn ngươi là ai? Ta là đại tướng Tây Chu Thái Loan. Các ngươi không nghe lời khuyên của Từ Cái tướng quân, tự tới tìm cái chết, ăn nói ham hô. Chờ ta bắt được các ngươi, cùng áp giải về triều ca lãnh thưởng. Quân trụ trên thành nghe đây, mau kêu mã trung ra đây chịu chết. Các ngươi là ai? Không lẽ muốn tới làm bạn với Thái Loan? Ta là đệ tử Cung Ngọc Hư, tên Mộc Tra. Ngươi là Mộc Tra? Là ca ca của Na Tra. Đúng vậy. Sao còn không mau xuống ngựa đầu hàng? Không lẽ ngươi không muốn sống tới lúc trời tối? Muốn chết à? Kẻ tới là ai? Mau khai tên ra. Ta là phó tướng tiên phong Xuyên Dân Quang Long An Cát. Kẻ tới là ai? Mau khai tên ra. Ta là tướng quân Đại Chu Đặng Tú. Xuyên Dân Quang. Người tới là ai? Con trai Lý Tịnh, Mộc Tra. Tên này đã học đạo trong Ngọc Hư Cung từ nhỏ. Theo lời dạy của sư tôn, nên tiên hạ thủ vi cường, không thể kéo dài thời gian như Đặng Tú hôm qua. Tiếp chiêu. Đại dương, chuyện khẩn cấp, nửa đêm đành phải đánh thức đại dương. Trước giờ tướng phụ có thấy Thái Sơn sụp đổ cũng không biến sắc, không biết là chuyện gì mà làm cho tướng phụ phải hoang mang như vậy. Kim Tra trở về bẩm báo tình thế ở Xuyên Dân Quang không ổn. Từ cái Lý Tịnh, Mộc Tra, Thái Loan, Đặng Tú đều bị quân địch dùng bàn môn tả đạo bắt sống. Lão thần cần phải đem theo Na Tra lập tức tới Xuyên Dân Quang, nên tới bẩm báo đại dương. Tướng phụ, bây giờ đã canh 4 rồi, hay là chờ trời sáng rồi đi? Không được. Tình hình ở Xuyên Dân Quang khẩn cấp. Trong quân hiện giờ chỉ còn lại một mình Nam Cung Thích Tướng Quân trấn thủ. Lỡ như quân thương nửa đêm tập kích, sợ là hậu quả khó lường. Canh 3 nửa đêm phải lên đường. Tướng phụ vất vả rồi, hay là dẫn theo mấy đại tướng nữa đi đi? Không cần đâu. Lão thần đem theo Na Tra, Kim Tra, còn có Nam Cung Thích Tướng Quân nữa là đủ rồi. Vậy thì làm phiền tướng phụ. Ngày mai ta sẽ dẫn theo đại quân tới Xuyên Dân Quang chi diện cho tướng phụ. Khương Nguyên Xoái, rốt cuộc đã đợi được mọi người rồi. Mặt tướng vẫn luôn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ Long An Cát kia thừa thắng cướp doanh. Nam Cung Tướng Quân, ngài có thể lo xa như vậy thật sự rất đáng quý. Nếu bần đạo đã tới, tướng quân có thể về doanh nghỉ ngơi rồi. Ngày mai Na Tra ra trận chắc chắn có thể phá địch. Ngươi chính là Long An Cát dùng tà thuật bắt phụ thân ta đó sao? Chính là ta. Họ Long kia, nghe đây cho ta, mau thả phụ thân của ta ra. Quy hàng đại chu, ta sẽ tha chết cho ngươi. Na Tra, có phải nhớ phụ thân của ngươi rồi đúng không? Xem pháp bảo của ta. Vào ngục mà gặp nhau đi. Giờ không chịu trói còn đợi khi nào? Ngươi cho ta cái vòng nhỏ, ta cho ngươi cái vòng bự nè. Rút. Chết rồi, chết rồi. Long tướng quân mà chết, thành lũy thủ quan cũng đổ. Triều ca nếu không phái lính tới cứu, Xuyên Dân Quang nguy hiểm tới nơi rồi. Nguy hiểm thật rồi. Chủ soái, ngoài cửa có người cầu kiến. Người nào? Một đạo trưởng tướng mạo hung dữ, nói là họ Lữ, là sư phụ của Long An Cát. Mau mời đạo trưởng vào sảnh gặp. Tuân lệnh. Khương Tử Nha, mau ra đây chịu chết. Na Tra, ngươi dám giết đồ đệ ta Long An Cát, còn không mang mạng tới trả. Ta còn nghĩ là ai chứ, thì ra là ôn thần Lữ Nhạc năm xưa. Súc sinh, mau mang mạng tới đây đền mạng cho đồ đệ của ta. Khoan, Lữ đạo hữu, năm xưa ngươi thoát chết quay về nhưng vẫn không biết hối cải, hôm nay lại tới nộp mạng. Niềm tình ngươi và ta cùng một sư tổ, bần đạo khuyên ngươi quay đầu là bờ. Ngươi nói bậy, các người giết đồ đệ của ta, khi dễ cung bích du bọn ta, không thể nhẫn nhịn được nữa. Bần đạo đã luyện ra pháp bảo vô địch, hôm nay tới đây là để thanh toán hết thù cũ hận mới. Có bản lĩnh cứ tới đây, ăn một thương của ta. Kẻ tầm thường không biết thức thời, xem kiếm. Nhãi ranh Na Tra độc. Hôm qua bần đạo hơi sơ ý, bị thằng nhãi Na Tra kia hãm hại, chịu thiệt một chút. Hôm nay bần đạo nhất định báo thù. Lão già không biết điều, có lôi chấn tử ta đối phó với người là dư rồi. Cần gì sư huynh ta Na Tra. Lữ Nhạc, ngươi bài Ôn Thiên Trận cái gì? Thật ra thừa thải chỉ bằng chúng ta 1 đánh 1 đi. Tiểu súc sinh, khi dễ người quá đáng. Ngươi làm đồ đệ của ta mất mạng trước còn dám ngông cuồng, lẽ nào bần đạo lại sợ ngươi chứ? Bần đạo lần này phải quyết chiến sống còn với ngươi. Sư huynh khoan đã, nếu đấu dũng với họ, vậy chúng ta bài bố trận này có tác dụng gì? Nếu các người đã biết bọn ta bài Ôn Thiên Trận, có dám tới phá trận không? Ngươi còn chưa bài trận xong, phá trận phá cái gì chứ? Để các ngươi bài trận xong, bọn ta sẽ phá dễ như trở bàn tay. Lữ Nhạc, ngươi không ngại phiền phức, để ngươi bài xong Ôn Thiên Trận, ta sẽ tới phá ngươi. Đám súc sinh các ngươi, cứ đợi mà bỏ mạng trong Ôn Thiên Trận huyền diệu này đi. Khương Nguyên Soái, Ôn Thiên Trận của quân ta đã bài xong. Lữ Nhạc đại tiên mời nhân tài của Chu Doanh tới phá trận. Ngày mai phá trận. Lữ đạo hữu, lẽ nào ngươi nhất quyết bài ra ác trận này ngăn cản quân ta đông tiến? Đừng phí lời. Có bản lĩnh chúng ta đấu riêng. Lữ đạo hữu, ngươi không nghe bần đạo khuyên can, vậy chúng ta chỉ đành quyết đấu sống còn. Chỉ sợ khi trận này của ngươi bị phá phải bỏ mạng, ngươi hối hận cũng trễ rồi. Đừng nhiều lời, chúng ta vào trận nói chuyện. Tiên trưởng, Khương Tử Nha ở đâu? Tiên trưởng, tuy Khương Tử Nha bị vây trong trận, nhưng không biết mấy ngày mới có thể chết nữa. Từ tổng binh không cần vội. Trong ôn tiên tán của bần đạo là ôn dịch dữ nhất từ trước tới nay. Bị bao vây trong đó, người phàm một ngày, tiên gia 36-36 ngày sẽ chết. Khương thượng là bán tiên, có lẽ cần 9 ngày đó. Chậm quá rồi, chậm quá rồi. Tốt nhất là khiến Khương Tử Nha chết ngay bây giờ. Bần đạo cũng muốn như vậy. Cho nên mỗi ngày ta đều vào trận 3 lần, sớm trưa tối, tăng thêm công lực trên bảo tán để sớm có thể lấy tính mạng của tên Khương thượng này. Nhờ ơn tiên trưởng, Mạc tướng sẽ bẩm báo với Triệu Ca để đại dương biết công đức của tiên trưởng. Tiên xin đại dương phái binh chi viện Xuyên Dân Quang. Tướng quân có thể xin chi viện, nhưng không cần nói tới bần đạo. Ngài là thần tử trụ dương, cần chút phong thưởng là điều dĩ nhiên. Bần đạo là đại tiên thượng giới, không cần bóng lộc của trụ dương, nói cũng vô dụng. Từ tướng quân, ngài chỉ cần dân tấu thì chưa đủ, phải mau chóng làm xe tù, áp giải tướng Chu bắt được và ca ca của ngài về Triều Ca, lập công chuộc tội, xin đại dương khai ân. Kẻ nào cản đường, ta là đệ tử Ngọc Hư Dương Nhậm. Người đang bị giam là ai? Muốn đưa đi đâu? Người bị giam là phản tặc đương triều, phụng lệnh chủ tướng Xuyên Văn Quang áp giải tới Triều Ca. Tướng quân, thiên đạo đứng về minh chủ, ta khuyên tướng quân thuận theo ý trời, chi bằng hãy thả tướng Chu ở đây, cùng ta quay về Đại Chu, để không mất thời cơ tốt được phong hầu. Nằm mơ đi, đừng hòng. Xem ta đây. Thật lợi hại. Đa tạ ân công. Các vị tướng quân chịu khổ rồi. Ta không phải ai khác, chính là đệ tử Ngọc Hư Dương Nhậm. Nay phụng mệnh sư phụ ta tới cướp xe áp giải, giải cứu chư vị tướng quân. Sư phụ ta tính toán như thần, mời các vị sau khi quá trang thì lẻn vào Xuyên Dân Quang, ẩn mình trong dân gian, đợi khi công phá thành sẽ nội ứng ngoại hợp. Xuyên Dân Quang ắt sẽ phá được. Tuân lệnh. Báo. Khởi bẩm đạo trưởng, ngoài chuyên môn có một quái nhân mọc tay trên mắt tới. Tới rất đúng lúc, mau mời vào. Dạ. Sư thúc tại thượng, nhận của đệ tử một lại, miễn lễ. Dương Nhậm, con phụng mệnh sư phụ xuống núi, trên đường có gặp đám người Lý Tịnh không? Đệ tử đã cướp xe tù, cứu đám người Lý Tịnh, Mộc Tra, Từ Cái, Đặng Tú. Làm theo lời dặn của sư phụ, con để bọn họ cải trang lẻn về Xuyên Dân Quang rồi. Đợi ngài phá thành sẽ tiếp ứng từ bên trong. Rất tốt. Dương Nhậm, trọng trách đại phá ôn tiên trận sẽ giao cho con. Còn có 2 ngày nữa. 2 ngày sau sẽ do con đi phá trận. Đệ tử tuân lệnh. Vào ngày phá trận, các tướng sĩ không được ra khỏi viên môn, chỉ có thể quan sát từ xa để tránh mắc phải ôn dịch. Đợi sau khi Dương Nhậm phá trận, lấy 3 tiếng pháo làm dấu hiệu, tất cả cùng xông khỏi viên môn tấn công Xuyên Dân Quang. Tuân lệnh, tuân lệnh. Lữ Nhạc, người phá trận đã tới, mau ra đây gặp ta. Lữ Nhạc, Chết tới nơi rồi mà vẫn còn vô tri. Vậy thì chúng ta quyết đấu sống còn trong trận đi. Sư thúc, tướng phụ, mau. Sư thúc, tướng phụ, ngài lại chịu khổ thay chúng sinh trong thiên hạ rồi. Ta hận không thể chịu thay tướng phụ. Đây, thượng tiên. Các vị phải lo lắng cho ta rồi. Tướng phụ, Tử Nha sư đệ, Tử Nha sư đệ. Dương Nhậm đã phá được Ôn Thiên Trận, lập công lớn, dẹp được trở ngại trên đường tấn công Xuyên Dân Quang. Bây giờ Tử Nha sư đệ chỉ cần yên tâm nghỉ ngơi ở trong quân doanh, đợi bần đạo chỉ huy chúng tướng đánh hạ Xuyên Dân Quang. Được. Rất tốt. Tốt. Kẻ thích thời là Trang Tuấn Kiệt. Buông vũ khí sẽ miễn tội chết. Buông đi. Buông đi. Không được đầu hàng. Thủ quân trên thành nghe đây, mau mở thành đầu hàng, đại dương ta sẽ tha cho tội chết. Trọng Phát ca ca, rốt cuộc ta đã nhìn thấy huynh rồi. Ta không còn mong cầu gì khác nữa. Ta đi đây. Huynh nhất định phải báo thù cho ta. Thả ta ra, cho ta chết. Bắn tên. Thả ta ra. Thả ta ra. Đi. Tử Ngư, rốt cuộc ta đã tìm được muội rồi. Ta và Ngự Đệ từng tới nhà của muội gặp Trương Bà và Lý Đại Tẩu, nhưng không thể tìm được muội. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm. Tử Ngư, muội làm sao vậy? Sao vậy? Có chuyện gì ấm ức nói cho ta nghe. Tử Ngư, muội nói đi. Tử Ngư, muội nói đi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tử Ngư. Tử Ngư. Đạo giả từ đâu tới? Không ở trong núi sâu tu hành, lại tới trước chiến trường hai quân diễu võ dương oai, có mục đích gì? Ta là Ngũ Công Tử của chủ soái Đông Quan, Dư Đức. Hôm nay xuống núi không có gì khác, chỉ để báo thù cho phụ thân và huynh ta. Phụ thân và huynh trưởng người suy đồi đạo đức, tự làm tự chịu. Na Tra, người nói bậy. Tay cho các người mới là suy đồi đạo đức. Tới tứ tẩu của ta, tiểu thiếp của tứ ca ta, các người cũng cướp về đại doanh. Người nói cái gì? Tứ tẩu của ngươi, tiểu thiếp của người khác, dĩ nhiên là bị các người cướp đi rồi. Tiểu thiếp thứ 13 của tứ ca ta. Cô ta tên gì ta? Hình như là Tử Ngư. Người nói bậy. Na Tra, hôm nay ta cho người biết tên cơ phát mà ngươi bảo vệ rốt cuộc là kẻ cầm thú như thế nào. Ngươi còn không mau cảm tạ ta? Được, ta tạ ơn ngươi, tặng ngươi cục gạch vàng nè. Ngũ đệ, tại sao đệ lại trở thành như vậy? Tứ ca, có giành lại tứ tẩu cho Di huynh không? Ra trận bất lợi, bị Na Tra đánh bị thương rồi. Tứ ca, mau rót thuốc ra cho ta. Đỡ nhiều rồi. Tứ ca, sau một canh giờ nữa ta sẽ khôi phục. Ngũ đệ, tại sao đệ cũng bị thương rồi? Mới uống thuốc đã khá hơn nhiều rồi. Các huynh đệ, chúng ta phải nghĩ cách trừng trị tên Na Tra này. Đúng vậy, chứ trừng trị một mình Na Tra có giải mối hận của huynh đệ chúng ta. Chu doanh lớn như vậy, chỉ cần ta để lại một người sống sẽ chưa tính là tu tiên đắc đạo. Ngũ đệ, đệ đừng có ba qua nữa. Nếu đệ thật sự cướp lại được tứ tẩu cho ta, tứ ca sẽ phục đệ. Tứ đệ, chỉ là một nữ nhân thôi mà. Cho dù Chu Doanh trả cô ta lại cho đệ, Vu gia chúng ta cũng không cần. Đệ nghĩ coi, qua đêm tại Chu Doanh có ngàn vạn nam nhân như vậy, sao còn xứng làm nữ nhân của Vu gia nữa? Đúng, đại ca nói rất đúng. Đợi chúng ta phá được Chu Doanh, mỹ nữ trong thiên hạ sẽ cho tứ ca tùy ý lựa chọn. Mọi người nói cũng có lý. Vậy thì nghĩ cách tiêu diệt Tây Chu trước rồi tính tiếp. Bốn vị huynh trưởng không biết, sư phụ ta đã dạy ta một thuật, trong vòng 7 ngày sẽ khiến vài chục vạn đại quân Chu Doanh ngoài thành thất bại thảm hại. Đây là linh đan diệu dược, mau uống đi. Lấy đấu. Các vị huynh trưởng hãy bước lên theo thứ tự. Bây giờ chúng ta sẽ đến Chu Doanh để nói các huynh rải hết đồ trong đấu xuống dưới thì các huynh rải, để nói các huynh đổ thì các huynh đổ, không cần phải dương cung bắn tên, không cần phải dung thương múa đao. Trong vòng 7 ngày mấy vạn quân này sẽ chết sạch, không ai còn sống. Các vị huynh trưởng, bên dưới chính là Chu Doanh. Thứ chúng ta cầm trong tay là độc đậu. 4 hướng đông tây nam bắc của Chu Doanh, mỗi hướng 3 nắm. Được. 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 Na Tra, Võ Dương, đây là vị trí trung tâm của Chu Doanh. Các ca ca, đổ hết độc đầu xuống dưới đó. Lão Ngũ, nếu làm như vậy Tứ Tẩu Đệ cũng không thể sống, có phải không? Không ai có thể sống sót. Đổ cho ta. Bẩm báo đại dương Nguyên Soái, tướng quân Nam Cung Thích bị bệnh không thể tới. Nam Cung tướng quân sức khỏe rất tốt, sao lại bệnh rồi? Bẩm báo đại dương Nguyên Soái, Tất Công Cao tướng quân, Cơ Thúc Dạ tướng quân nằm liệt giường cũng không tới được. Đang xảy ra chuyện gì? Bẩm báo Nguyên Soái, cả hai đều có triệu chứng giống nhau, sốt cao kéo dài, toàn thân mất sức. Sư thúc, đại dương, sư thúc, con vừa từ trại Tây trở về. Trên đường các tướng sĩ đổ bệnh hàng loạt, họ có triệu chứng giống nhau, đau nhức toàn thân, sốt cao, không đứng dậy nổi. Triệu chứng giống Nam Cung Thích, có phần giống Ôn Dịch, cũng không giống hẳn. Đây là tiên đan do sư phụ Xích Tinh Tử của ta chế luyện, ăn vào sẽ tiêu hết độc, lát nữa chia cho mọi người uống. Ta là thân sen, thân thể không bị bệnh tật, để phần của ta cho người khác đi. Tướng phụ, chúng ta chia tiên đan cho các tướng lĩnh uống, đến từng trại xem thử, cũng để tìm cách cứu chữa cho các tướng sĩ. Đại dương, không cần phải lo lắng. Có Dương Nhậm ở đây, không có gì đáng ngại. Vậy để Na Tra, Dương Nhậm đi chung với đại dương. Thấy sao? Tốt. Ta nói Na Tra, bây giờ giả sử Đồng Quan chủ soái dẫn binh tập kích doanh trại, lúc đó phải làm gì? Đừng sợ, một mình ta có thể canh cổng biến hóa ba đầu sáu tay, sảng khoái giết sạch chúng. Ta không có bản lĩnh như đệ, một mình không thể đánh hơn vạn đại quân của Đồng Quan. Võ Cát, còn mau tới hậu doanh, sau đó tới trung quân đông doanh, tây doanh, đốt lửa nấu bếp, hoặc đốt cỏ cây dại. Khói lửa khắp nơi sẽ khiến địch lầm tưởng quân ta không ngừng nấu cơm, không dám manh động. Đồ Nhi tuân lệnh. Đi đi. Tiếp tục tập. Các huynh đệ nhìn kìa, cờ của Chu Doanh lại được dương lên trước cổng. Mau nhìn, mau nhìn. Na Tra ba đầu sáu tay đứng giữa quân chỉ huy tập luyện nhiều người như vậy. Đây là đội hình gì? Nhìn phía sau quân Doanh đi, còn có phía đông và phía tây. Khói trắng cuộn lên, chắc là đang nấu cơm trưa. Lão Ngũ, độc đầu của đệ có tác dụng không vậy? Không thể không có. Sư phụ ta Ô Dân Đại Tiên đích thân nói với ta, độc đậu này là độc nhất thiên hạ, chỉ có sư phụ và sư tổ nắm bí phương. Còn dặn đi dặn lại là không được lạm dụng. Các vị huynh trưởng đừng nóng vội, địch mệt ta đánh, chờ quân Chu phát bệnh tự diệt vong là tốt nhất. Nếu có ai nghi ngờ, có thể ra ngoài một mất một còn với Na Tra. Được, bây giờ ta ra ngoài thăm dò tình hình. Na Tra, nhóc con mạng lớn, sao không bị nhiễm độc đậu? Độc đậu là gì? Độc đậu là gì? Là độc lấy mạng các ngươi. Một khi bị nhiễm, sốt cao không hạ, toàn thân nổi mụn, trong vòng 7 ngày chắc chắn sẽ chết. Sao ngươi lại biết rõ độc đậu này? Độc đậu này quả nhiên lợi hại như vậy à? Là độc đậu do năm huynh đệ ta gieo rắc. Sao ngươi lại không biết? Thì ra là như vậy. Chẳng trách đêm qua ta nằm trên giường cảm thấy rất khó chịu. Hôm nay sư huynh Dương Tiễn của ta chuyển lương thảo về, đưa kim đan của sư phụ huynh ấy nấu với nước cho toàn quân uống. Dù mấy vạn quân chưa phục hồi, nhưng mà cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Tạ ơn Na Tra, ngươi đã cung cấp cho ta quân tình quan trọng cỡ này. Ta thấy ngươi vẫn chưa khỏe hẳn, không thể lợi dụng lúc ngươi khó khăn thừa cơ tấn công. Ta thuận miệng nói với ngươi mấy câu, không cẩn thận làm lộ quân tình. Bây giờ bị lộ rồi, ngươi đừng hòng quay về. Sư thúc, đây là tiên đan trị độc đậu do sư phụ con lấy trong Ngọc Hư cung, toàn bộ đều ở đây. Sư thúc, các con cũng về rồi. Sư phụ con từ hàng chân nhân lấy tất cả tiên đan trị độc đậu ở núi Lạc Già đưa cho con mang về. Tốt. Di Hộ, Long Cát, Dương Nhậm, ba người các con mau chóng phân phát tiên đan đến những người bệnh nặng, sau đó đưa phần còn lại cho các tướng lĩnh. Tuân lệnh. Võ Cát, có. Con nấu thảo dược Dương Nhậm mang về từ núi Thái Hoa, dậy khắp 4 phía đại doanh, tránh để lây nhiễm cho thường dân xung quanh. Đồ Nhi tuân lệnh. Các vị tướng quân, ta không thể thắng chính, đó là chân lý không đổi từ xưa tới nay. Các vị tướng quân đã được chữa lành, may mắn nhờ thuốc của các vị thượng tiên tặng. Sư phụ ta Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng sư bá và các chư vị thượng tiên nghiên cứu kỹ lưỡng phương thức chữa trị độc đậu. Ba vị thượng tiên và Đông Hải Long Dương đích thân đến vùng trời quân doanh làm mưa giải hạn, diệt trừ độc đậu. Trời giúp Đại Chu, 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 trời giúp Đại Chu. Các vị tướng quân, bổn soái lệnh cho các ngươi về từng doanh trại của mình, thông báo cho từng binh lính tin tức tốt lành to lớn này, lệnh cho họ buổi trưa 3 khắc ra ngoài trời để tắm mưa thuốc, không cho phép bỏ qua bất cứ ai. Nếu không, bổn soái hỏi tội tướng quân trại đó. Xin Nguyên soái yên tâm, chúng tôi nhất định cứu từng huynh đệ. Mưa rồi, mưa rồi, mưa rồi, mưa rồi. Mau lên. Ngao Quảng sư bá, bạn cũ của ngài Na Tra, tuân theo dặn dò của Từ Hàng thượng tiên, từ nay trở đi cùng với Đông Hải Long Dương các người xóa thù thành bạn. Được. Nhìn xem, nhìn xem. Trời mưa rồi. Trời hôm nay lạ quá. Bên phía Chu Doanh mưa như trút nước, bên này Đồng Quan chúng ta không có một giọt nào. Đây là trời trừng phạt bọn chúng đó. Khó nói, là phạt ai còn chưa chắc. Cũng có khi phạt chúng ta tội ác chồng chất. Các con mau nhìn, binh lính đang nằm trên mặt đất Chu Doanh bây giờ đứng dậy khỏe mạnh bình thường. Không đúng, nước này có mùi thuốc, hơn nữa còn giống mùi thuốc trị độc đậu. Lão Ngũ, ta nói đồ chơi của đệ không linh nghiệm mà. Không linh nghiệm, xảy ra chuyện gì? Sống hết rồi. Nếu lúc đầu nghe ta dẫn binh giết tới, Du Triệu không thể chết oan uổng như vậy. Những người này chắc chắn đã nhiễm độc đậu. Bây giờ trời đổ mưa thuốc, nhất định là có vị thượng tiên cao nhân nào đó cứu chúng. Chuyện tới nước này, đừng đổ lỗi cho nhau nữa. May mà chúng mới hết bệnh, dễ bị tổn thương. Cha, mau hạ lệnh, chúng ta xuất binh tiêu diệt, đánh chúng không kịp trở tay, vẫn có khả năng chiến thắng. Con nói hợp lý. Các con nghe lệnh, mỗi người các con dẫn 1 vạn quân xông vào trại địch. Cha đứng trên thành đánh trống trợ quy cho các con. Tuân lệnh. Sau khi tắm mưa thuốc trị bệnh, toàn quân ta đã được cứu sống. Nhưng chuyện đáng tiếc là mặt mọi người đều bị rỗ. Mọi người thành lính mặt rỗ hết rồi. Các tướng quân rất tức giận, muốn tấn công Đồng Quan, báo thù rửa hận. Nguyên soái, xin ngài hạ lệnh công quan. Không ổn rồi, không ổn rồi. 4 người con Du gia mỗi người dẫn hơn 1 vạn quân xuất binh tấn công chúng ta. Hay quá, đến rất đúng lúc, cuối cùng cũng có thể phục thù. Đúng, xem ra phụ tử nhà họ Du còn nôn nóng hơn cả mọi người. Bổn soái vốn muốn cho tất cả mọi người nghỉ ngơi cho khỏe, có điều chúng không cho, đành phải tự chiến với chúng. Các tướng quân nghe lệnh. Na Tra, Dương Nhậm, Nam Cung Thích, Thúc Dạ, 4 người dẫn 4 vạn quân lập tức ra ngoài nghênh chiến. Mạc tướng tuân lệnh. Võ Cát, Tất Công Cao, Bá Thích, 3 người dẫn 6 vạn quân chuẩn bị sẵn đèn đuốc, chuẩn bị đêm nay tấn công Đồng Quan. Mạc tướng tuân lệnh. Di Hộ, Long Cát, 2 người theo bổn soái trấn thủ trung quân, chuẩn bị ngày mai vào Đồng Quan trấn an người dân. Mạc tướng tuân lệnh. Mạc tướng tuân lệnh. Vừa mới sống lại chính là lúc kiệt quệ, chống cự vô ích. Mau xuống ngựa đầu hàng, các người mới tự tìm đường chết. Đính mặt rỗ, đến lúc báo thù rửa hận rồi. Xông lên cho ta. Giết. Giết. Các huynh đệ trả thù đi. Các binh sĩ giết. Đại dương ta có lệnh, những người khác có thể trốn, có thể bị giết chết. Riêng Du Tiên người phải bắt sống mang về. Đầu hàng miễn chết. Đứng lại. Giết. Chu binh tới rồi. Mau lên. Giết tên mặt người giả thú này. Súc sinh, người bức cháu gái ta vào chỗ chết. Mau đền mạng. Đền mạng đi. Đền mạng đi. Giết hắn. Giết hắn. Đại dương, phía trước là Lâm Đồng Quang, qua Lâm Đồng Quang chính là sông Hoàng Hà. Tướng phụ, toàn quân nghỉ ngơi 10 ngày, xuất binh tấn công Lâm Đồng Quang cũng không muộn. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn đi. Đánh chết hắn.